các anh em nha. Video này mình anh em tham gia một chiến dịch sờ nhận tốc cần phu xe các em ơi. Để tham gia với hôm nay mình click phần link mô tả của mình, các bạn lướt xuống nè các bạn. Phu xe cát rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào đó các bạn. Giờ bấm bấm send nghe bạn. Ok. Do you confirm mail? Đây thì nó để mình nhận được 137 dù ghép không có là bitly. Đây là top ghép này các bạn. Nhận top cần là FT nghe thấy các bạn. Mình không biết nhận bao nhiêu top cần là FT, chắc nhận ngẫu nhiên các bạn. Như vậy các bạn mở mail các bạn vào mail confirm đi nghe thấy các bạn. Thì full xe cát nó gửi về cái mail, bạn bấm vào một cái fit mail các bạn, như vậy là xong nha các bạn. Các bạn gì cầm mình biểu tới đây đi, sau này có thông tin con này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn sau nghe bạn. Vậy video này đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo cho mình nhé.